Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với AZ Ranchu Channel và mình là Phát Nguyễn đây. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết tất tần tật những cái vấn đề về set lọc tràn dưới cho anh em, đồng thời trả lời những cái câu hỏi mà anh em hay hỏi mình về lọc tràn dưới, cũng như là những cái điểm lưu ý anh em cần biết khi mà chúng ta làm lọc tràn dưới. Thật ra thì cái chủ đề là hướng dẫn set lọc này thì mình đã từng làm trước đây rồi. Mình đã làm hai video và hai video đó rất là dài, gọi là hai video gần như là dài nhất mà mình từng làm luôn. Đó là video Fish 63 và Fish 64, nó nói về phần hướng dẫn set lọc. Thì trong video đó thì mình nói tất tần tật về những cái loại lọc mà hay sử dụng cho hồ cá vàng, cũng như ưu nhược điểm của cái từng loại nó như thế nào, cũng như là những cái điểm cần chú ý khi chúng ta set những cái loại lọc đó. Thì nếu như anh em nào mà chưa có cái khái niệm gì về lọc hết, chưa biết là mình sẽ làm cái lọc nào cho hồ mình, và cũng gần như là cũng chưa hình dung được là lọc nó sẽ như thế nào, thì mình nghĩ xem hai cái video đó nó sẽ hữu ích hơn là video này. Còn trong video này thì mình sẽ chỉ nói về vấn đề set lọc tràn dưới mà thôi, mình sẽ không đề cập tới những cái loại lọc khác. Cho nên video này sẽ thích hợp cho anh em nào là đã xác định là mình sẽ sử dụng lọc tràn dưới và không cần phải quan tâm, cũng không lăn tăn những cái loại lọc khác, thì chúng ta sẽ xem video này nhé. Đây là một cái hồ gọi là tiêu chuẩn về sử dụng lọc tràn dưới. Thì anh em có thể để ý là nó sẽ có những cái phần cơ bản như sau. Ví dụ như là sẽ có lọc thô và lọc tinh. Và gần như là bất kỳ cái loại lọc nào nó cũng vậy, nó đều sẽ có hai phần, đó là lọc thô và lọc tinh. Nếu các bạn để ý, bạn sẽ thấy cho dù các bạn sử dụng lọc tràn trên hay là lọc thùng, lọc vách hay là lọc ba ki, thì nó đều có hai phần hết, lọc thô và lọc tinh ha. Thì ở đây thì phần lọc thô mình sử dụng là lắng, thùng lắng. Còn nếu các bạn không sử dụng thùng lắng, các bạn có thể sử dụng những cái loại khác để thay thế. Ví dụ như là túi lọc, bông lọc, hay là có thể sử dụng khay lưới inox, hay là rum. Có rất là nhiều loại lọc thô mà các bạn có thể sử dụng. Tuy nhiên thì theo như mình khuyên các bạn thì các bạn nên sử dụng thùng lắng là nó hiệu quả và nó tiện nhất, hoặc là rum cũng được. Nhưng mà room thì nó yêu cầu là cái kích thước này phải cao các bạn. Nếu mà thấp thì không để room vừa. Trước đây thì mình cũng đã từng có ý định sử dụng room, xem có nó có hiệu quả hay không để quay clip review cho các bạn. Nhưng mà khi mình hỏi ra thì bên shop họ bảo là room nó cao tới 30 cm lận. Cho nên yêu cầu cái khoảng cách mà từ cái lọc này cho tới cái chân hồ đó, nó phải cao. Mà thường là 30 cm là rất cao, cho nên là thường là sẽ rất là ít hồ được phù hợp với việc sử dụng room. Cho nên là thường đa số mình thấy sử dụng thùng lắng là ok nhất. Còn về túi lọc và bông lọc thì nó cũng khá ok. Tuy nhiên nó gặp cái vấn đề là nó hay bị dơ, nên chúng ta phải thường xuyên phải giặt hoặc là phải thay. Nó khá là mất thời gian của chúng ta. Còn cái việc sử dụng lưới inox á, thì mình cũng đã từng trải nghiệm rồi luôn. Và mình thấy lưới inox thì nó không hiệu quả lắm, tại vì nó hay bị nhẹt lắm. Nhiều người mà chưa sử dụng lưới inox á, thì sẽ cảm thấy ok, chắc lưới inox nó sẽ rất là dễ giặt. Và nó tại vì inox mà các bạn chỉ cần xịt nước là nó sạch, nhưng mà thực tế khi sử dụng thì nó không phải như vậy. Khi mà nó bị nhớt cá mà nó bám vô á, nó sẽ bị bít những cái lỗ lưới đó, và chúng ta gần như là không thể giặt sạch được luôn. Dù có xịt nước hay là chà rửa gì đó, nó cũng không sạch, và khi các bạn để vô lại để sử dụng lại là rất là nhanh nghẹt luôn, khoảng tầm một ngày là nó nghẹt liền. Các bạn có thể kết hợp thùng lắng và thêm túi lọc để tăng hiệu quả. Thí dụ từ thùng lắng nó qua đây bạn thử gắn thêm túi lọc ở chỗ vị trí này cũng được, nhưng mà mình thì mình bỏ luôn, tại vì nếu có cái túi lọc thì mình phải mất thêm thời gian để giặt túi lọc, mà mình lúc này mình lười quá cho nên mình dẹp luôn rồi, không xài túi lọc luôn, cứ là thùng lắng trực tiếp vô lọc luôn. Cái vấn đề tiếp theo mà các bạn hay hỏi mình đó là vấn đề sắp xếp vật liệu lọc sao cho nó hiệu quả. Đối với bản thân mình đó, thì cái việc mà sắp xếp thứ tự vật liệu lọc nó không quá quan trọng, nếu như mà vật liệu lọc đó nó cùng loại. Thí dụ như là lọc này, những cái vật liệu lọc này chúng ta có thể gọi chung là lọc vi sinh, thì nó là cùng một loại, cho nên chúng ta sắp xếp thứ tự nó có thể đảo ngược như thế nào đó, nó cũng không quá ảnh hưởng. Cái thứ tự vật liệu lọc sẽ ảnh hưởng nếu như các bạn là đang set up những cái loại vật liệu lọc khác nhau. Ví dụ như là đây là lọc thô, lọc vi sinh, có thêm một phần nữa, thí dụ các bạn có thêm lọc gọi là lọc hóa học á, thì bạn phải sắp xếp thứ tự là lọc thô trước, xong tới lọc vi sinh, xong tới lọc hóa học. Thì đó, nó là thứ tự như vậy. Còn nếu như là đã lọc vi sinh rồi á, thì các bạn để thí dụ xứ trước hay là Gmap trước thì mình nghĩ nó đều ok, nó không có vấn đề gì quá lớn ở chỗ này hết. Tuy nhiên thì bản thân mình mình sẽ sắp xếp theo cái tự ưu tiên là mình thường sắp xếp Gmap trước xứ. Tại vì Gmap nó giống như là một cái loại vật liệu lọc mà nó hơi lai lai các bạn. Nó vừa có thể đóng vai trò giống như lọc thô luôn, và vừa đóng vai trò như là lọc vi sinh. Tức là vi sinh có thể sống trong này được luôn, và nó cũng có vai trò như lọc thô luôn, tức là nó có thể giữ phân lại được luôn. Cho nên mình sẽ sắp xếp nó ở trước để nó vừa có tác dụng là lọc thô. Tại vì đôi khi là thùng lắng nó cũng không lọc được hết 100% đâu, nó vẫn có chất bẩn nó qua bên đây. Thì qua bên đây thì cái Gmap này sẽ có tác dụng là một nửa lọc thô luôn, nó sẽ lọc những cái phân bẩn, chất bẩn còn lại qua đây, nó sẽ dướng trên cái Gmap này. Và Gmap này rất là dễ vệ sinh, chúng ta có thể tháo ra vệ sinh rất là dễ dàng luôn. Rồi sau khi nó đi qua hết những cái Gmap này nó mới qua xứ, thì lúc này là nước mà nó qua được cái xứ là nó cũng là gọi là tương đối là sạch rồi. Cho nên là xứ chúng ta sẽ đợi giảm tải cho xứ, và xứ sẽ không cần phải vệ sinh quá nhiều. Tại vì mỗi lần vệ sinh xứ rất là cực, tại vì nó từng thanh nhỏ lấy ra rất là khó, rất là cực, và đặc biệt là nó cũng dễ vỡ nữa. Nếu chúng ta lấy không cẩn thận thì nó vỡ, nó mẻ. Cho nên là cái phần ngăn lọc này chúng ta sẽ ít vệ sinh, còn những cái bên đây chúng ta sẽ vệ sinh nhiều. Nên là chúng ta sắp xếp những cái vật liệu lọc mà nó dễ vệ sinh ở trước, và những cái vật liệu lọc mà nó khó vệ sinh ở đằng sau. Đó là cái nguyên lý mà mình hay áp dụng cho cái hồ cá của mình. Và các bạn có thấy ở ngăn cuối cùng này không, mình có một cái túi nhỏ, đựng san hô. Thì cái san hô này nó sẽ đóng vai trò là cái vật liệu lọc dùng để ổn định pH. Tại vì khi trong cái hồ cá vàng các bạn nuôi một thời gian dài thì nó sẽ có xu hướng là tuột pH. Nếu các bạn nào để ý là bạn sẽ thấy hồ cá vàng pH nó sẽ ngày càng tuột, cho nên chúng ta sẽ cần có một ít san hô dùng để ổn định pH. Cái này không cần nhiều, các bạn nhớ canh một lượng vừa đủ thôi. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách là sau khi thay nước các bạn sẽ đo pH một lần, rồi tới cái lần thay nước sau trước khi thay nước bạn đo pH lại một lần. Nếu như mà pH lần đầu và lần sau nó gần tương đồng thì là cái lượng san hô này nó đủ tải để nó duy trì, nó ổn định pH cho các bạn. Còn nếu như mà pH hai cái pH này chênh lệch, nếu mà nó pH sau mà nó cao hơn pH đầu có nghĩa là san hô quá nhiều, nó làm tăng pH của hồ cá bạn. Hoặc là nếu mà cái pH sau mà nó thấp hơn pH lúc đầu thì tức là cái lượng san hô này nó quá ít, nó không đủ để duy trì pH, cho nên chúng ta sẽ chăm thêm. Đó, các bạn sẽ canh như vậy khoảng tầm vài lần là các bạn sẽ biết được cái lượng san hô nào sẽ vừa đủ để duy trì pH cho cái hồ cá của mình. Có một cái vấn đề mà anh em cũng hay hỏi mình, đó là bây giờ hồ anh em không có khoan đáy, bây giờ anh em muốn sử dụng lọc tràn dưới thì có được hay không? Thì câu trả lời là được, và anh em sẽ sử dụng một cái dụng cụ mà gọi là overflow thì nó là một cái dụng cụ để anh em có thể sử dụng lọc tràn dưới mà không cần phải khoan đáy. Video về cái vấn đề đó thì mình cũng đã làm rồi, anh em có thể tham khảo lại video là Fish 19, mình có hướng dẫn về cái set lọc tràn dưới mà không cần khoan đáy. Và nếu anh em muốn tự tay mình làm cái overflow luôn thì anh em có thể tham khảo video Fish 56, mình có hướng dẫn chi tiết luôn cái cách để làm cái overflow đó như thế nào. Còn một cái vấn đề cuối cùng mà anh em cũng hay hỏi mình, đó là cái hồ mà mình khoan đáy thì khi cúp điện nó sẽ như thế nào, nó có bị tràn nước hay không, nó có bị nước rút cạn hồ hay không? Thì câu trả lời cho cái câu hỏi đó là không, bởi vì chúng ta có một cái lọc chéo vách, ở đây có thể gọi là cái hộp kỹ thuật các bạn. Một cái lọc chéo vách này, các bạn thấy cái vách bên này nó hơi xéo xéo không, chứ nó không ngay. Cái nguyên lý hoạt động của cái lọc chéo vách này thì nó sẽ là có hai tấm kính, một tấm kính ở trong nó sẽ dán sát đáy và một tấm kính ở ngoài nó sẽ dán hở đáy. Thì cái chiều cao của hai tấm kính này thì đâu đó nó khoảng tầm ở trên này, và khi các bạn rút điện của máy bơm hay là cúp điện đi chẳng hạn, thì khi mà nước nó rút xuống ngang bằng cái tấm kính phía trong, tấm kính mà bạn dán sát đáy thì nước nó sẽ ngừng rút, tại vì nó đã được dán kính rồi, dán sát đáy và cao tới đây, nó rút tới đây là ngừng lại. Thì nó sẽ giúp cho các bạn là không bị nước rút cạn hồ, tại vì các bạn khoan dưới đáy mà. Nếu mà không có cái bộ phận mà là gọi là lọc chéo vách này thì các bạn cúp điện một cái nước sẽ rút cạn hồ luôn. Hoặc là các bạn cũng rất là khó canh cái mực nước mà nó cân bằng. Ví dụ là rất khó canh được cái lưu lượng bơm và cái lưu lượng nước chảy xuống, rất khó canh để nó cân bằng. Thì cái này cũng có mục đích là giúp chúng ta có thể dễ dàng duy trì được cái mực nước trong hồ, tức là mực nước trong hồ sẽ luôn ổn định ở một cái mức nào đó mà các bạn đã thiết kế trước rồi. Thì để thực hiện cái lọc chéo vách này nó cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần có hai tấm kính thôi. Hai tấm kính này thì một tấm ở trong thì nó sẽ nhỏ hơn tấm kính ở ngoài một xíu. Thì một tấm ở trong á, bạn sẽ dán sát đáy, tấm ở ngoài các bạn sẽ dán là cao hơn đáy khoảng 5 phân. Và ở trên cũng vậy luôn, cái ở trong nó sẽ thấp hơn ở ngoài 5 phân. Rồi còn cái khoảng cách giữa hai tấm kính này thì nó không quá quan trọng. Cái mục đích thứ nhất á, nó sẽ giúp cái mực nước trong hồ của các bạn ổn định, và khi mà cúp điện chúng ta cũng sẽ không lo cái vấn đề là nước sẽ bị rút hết trong hồ hoặc là tràn khắp nhà. Và cái mục đích thứ hai á, là nó sẽ có luôn cả hút mặt và hút đáy luôn. Các bạn thấy không, cái tấm ở ngoài á, thì nó sẽ hở đáy, cho nên sẽ có một cái luồng nước sẽ đi vào trong đó. Đồng thời ở trên á, nó sẽ tràn qua khỏi cái hai tấm kính đó luôn. Lúc đó nó sẽ hoạt động giống như một cái bộ và hút mặt và hút đáy cho hồ các bạn luôn, thì giúp hồ bạn nó sẽ sạch hơn. Ok thì đây là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu các bạn có những cái câu hỏi hay thắc mắc gì về vấn đề lọc tràn dưới thì các bạn có thể comment phía dưới video, mình sẽ cố gắng support các bạn hết khả năng của mình. Ok, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, nhớ đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình, bởi vì những cái like và subscribe đó là nguồn động lực rất lớn để mình thực hiện những video tiếp theo. Chào tạm biệt.